Tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình Việt Nam. Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV lại vấp phải chỉ trích của dư luận sau khi bị phát hiện sử dụng hình ảnh minh họa kêu gọi học tập tư tưởng của Mao Trạch Đông. Bức tranh cổ động có tên gọi Học tập ứng dụng tư tưởng triết học Mao Trạch Đông đã được dùng làm hình nền minh họa cho chương trình truyền hình trực tiếp trao giải cuộc thi viết có tên gọi Những tấm gương bình dị mà cao quý. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết hiện có nhiều luồng dư luận về vụ việc này. Trong nước hiện nay dư luận rất là xôn xao bức xúc của chuyện này. Dư luận thì nó có nhiều chiều. Có một chiều nói rằng là đồng hóa nhanh quá. Có một chiều nói rằng là nhầm lẫn rồi lỗi thằng đánh máy nhá. Nó bộc lộ một cái sự ngu dốt của các cơ quan truyền thông Việt Nam khi mà phải ăn cắp những cái ảnh này. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam để hỏi ý kiến về những chỉ trích họ trên mạng. Tuy nhiên, khi trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết đây là chương trình của Báo Quân đội Nhân dân tổ chức, VTV chỉ truyền hình trực tiếp chương trình. Trước câu hỏi về trách nhiệm, ông Tiến được trích lời nói rằng khi truyền hình trực tiếp thì VTV không thể xử lý hết được những cái mà ban tổ chức, tức Báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị trước đó. Bài báo trích lời lãnh đạo của truyền hình Việt Nam sau đó đã bị rút khỏi trang báo mà không rõ lý do. Nhận định về việc những gì liên quan tới Trung Quốc hiện đều gây ra các phản ứng ở Việt Nam, ông Thành nói thêm. Cái tư tưởng bá quyền, cái tư tưởng răm le xâm chiếm nước Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc rất là rõ. Việc làm này thể hiện một cái sự đồng nhất về văn hóa của Trung Quốc đã được tràn vào Việt Nam. Phẫn nộ là vì nhân dân cho rằng cái đường lối sách truyền thông tin truyền thông đã bị Trung Quốc khống chế. Mà cái này lại là trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, trên VTV. Cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam chưa lên tiếng trước lời nhận xét của ông Thành. Cựu du học sinh ở Trung Quốc cho biết thêm rằng bức tranh cổ động trên từng được một họa sĩ Việt Nam sao chép và sửa chữa thành tranh cổ động về an toàn lao động. Năm ngoái, VTV cũng vấp phải sự cố khi phát đoạn nhạc trong bài ca ngợi Tổ quốc, quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Trong khi đó, VTV hiện vẫn là tâm điểm của dư luận sau khi phát chương trình 60 phút mở, bị coi là đấu tố một MC nổi tiếng về động cơ chia sẻ clip vụ cá chết, cũng như chất vấn việc làm từ thiện vì ai.